hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt áo đồng phục học sinh mẫu như trên theo yêu cầu của các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt dễ nhất để cho các bạn mới học may hoặc chưa học may xem là tự cắt được. Công thức mình hướng dẫn là công thức chung cho tất cả các dấu đo cho bé từ 5 đến 12 tuổi. Các bạn áp dụng vào công thức cắt được. Các bạn có yêu cầu, ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới phần bình luận. Và đừng quên tặng mình một like, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Vải để cắt mẫu như trên thì các bạn cần chuẩn bị vải bằng dài áo cộng với dài tay cộng với 10 phân may. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành mẫu như trên. Trên màn hình là mẫu số đo của chúng ta cắt hôm nay, các bạn xem để dễ hình dung. Đầu tiên thì chúng ta cắt hai thân trước áo, các bạn gấp 2 lần vải như này. Các bạn trải vải bằng phẳng kẻ đường thẳng để lấy tâm điểm. Từ đầu vải các bạn vào 4 phân rưỡi, phần này để gấp nẹp làm sao khuy cúc. Sao khuy cúc là 1 phân rưỡi, gấp nẹp vào là 3 phân. Các bạn kẻ dài áo mẫu này thì chúng ta sẽ cộng phân may vào ngay để cắt theo đường phấn. Thì sẽ bằng dài áo cộng với 2 phân may. 2 phân may là may đường gấu 1 phân, đường trên vai 1 phân. Dài mẫu là 55 cộng với 2 phân may thì kẻ chiều dài 57. Bạn kẻ vai tính từ đường kẻ phấn ra thì sẽ bằng công thức vai chia 2 cộng 0,5. Vai mẫu là 34 chia 2 cộng 0,5 thì chúng ta kẻ ngang vai 17,5. Kẻ vào cổ thì bằng vòng cổ chia 5 cộng 1,5. Vòng cổ mẫu là 30 chia 5 cộng 1,5 thì chúng ta kẻ vào cổ 7,5. Các bạn kẻ xuống cổ thì bằng công thức vòng cổ chia 5 cộng với 3. Vòng cổ mẫu là 30 chia 5 cộng 3 thì kẻ xuống cổ 9 phân. Các bạn kẻ nối hai điểm lại với nhau để vẽ vòng cổ. Các bạn vẽ từ đường thẳng ra đường vòng cổ là 1 phân rưỡi. Các bạn kẻ xuôi vai thì bằng công thức vai chia 10. Vai mẫu là 34 chia 10 thì kẻ xuôi vai 3 phân 4. Các bạn kẻ nối vào điểm cổ lại được đường vai. Các bạn kẻ hạ nách tức là hạ ngực tính từ đường thẳng cổ xuống thì bằng công thức vòng ngực chia 4, ngực mẫu là 64 chia 4 thì chúng ta kẻ hạ nách 16. Các bạn kẻ ngang ngực thì sẽ bằng công thức vòng ngực chia 4 cộng với 5 phân cử động là cho vải không co giãn, cộng tiếp với 2 phân may. Ngực mẫu là 64 chia 4 cộng 5 phân cử động cộng 2 phân may thì chúng ta kẻ ngang ngực 23. Từ đầu vải các bạn vào 1 phân rưỡi kẻ sóng thẳng xuống. Từ đầu vải các bạn kẻ xuống 2 phần 3 để vẽ vòng nách. Bạn kẻ ngang gấu tức là ngang lai thì sẽ bằng công thức vòng mông chia 4 cộng 5 phân cử động cộng với 2 phân may. Mông mẫu là 64 chia 4 cộng 5 phân cử động cộng 2 phân may thì chúng ta kẻ ngang gấu 23. Bạn kẻ nối lên điểm ngang ngực. Từ đường kẻ phấn các bạn lên 1 phân rưỡi để xa vạt. Các bạn kẻ trúc xuống như này. Bé thì thường không có vòng eo, vì vậy chúng ta sẽ không cần tính đến vòng eo, các bạn cứ kẻ thẳng ở bên sườn như vậy. Đôi khi vòng bụng của các bé còn to hơn thì các bạn cắt thì các bạn sẽ tính ở cái phần ngang gấu cộng thêm lên là được. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong hai thân trước, bây giờ thì các bạn sẽ cắt ra như này. Theo công thức là chúng ta đã cộng phân may rồi, các bạn cắt theo đường phấn như này. Mình sẽ kẻ cái điểm sao khuy cúc vào 1 phân rưỡi như này từ đường kẻ phấn để cho các bạn dễ hình dung này. Các bạn lưu ý riêng đường cổ và đường nách thì các bạn chỉ may đường may đẹp nhất là 0,7 đến 1 phân đổ lại. Các bạn không may đường may to trên 1 phân thì sẽ bị xấu. Vậy là chúng ta cắt xong hai thân trước, tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt thân sau. Thân sau thì các bạn gấp vải như này. Các bạn lấy thân trước đặt lên vải thân sau, từ đường kẻ phấn sao khuy vào 4 phân rưỡi của thân trước thì đặt song song với mép vải của thân sau. Các bạn trải thân trước và thân sau phải có độ bằng phẳng đều nhau thì cắt ra mới bằng nhau và đẹp. Từ đỉnh điểm vai thân trước các bạn gióng thẳng lên 2 phân đánh dấu lại, tức là để chùm vai 2 phân.
các bạn kẻ ngang vai thân sau thì bằng ngang vai thân trước 17,5. Kẻ vào cổ thân sau thì bằng vào cổ thân trước 7,5. Kẻ xuống cổ thân sau 2 phân. Các bạn kẻ nối 2 điểm lại để vẽ vòng cổ sau. Các bạn vẽ từ đường thẳng ra đường vòng cổ là 1 phân. Các bạn kẻ xuôi vai thân sau thì giảm 1 phân so với xuôi vai thân trước. Xuôi vai thân trước là 3/4. Thân sau giảm 1 là 2/4. Các bạn kẻ nối vào điểm cổ là được đường vai sau. Các bạn đánh dấu điểm ngang ngực và điểm góc nách xuống vải thân sau. Các bạn kẻ ngang ngực thân sau thì bằng ngang ngực thân trước 2/3. Từ đầu vai các bạn kẻ nối xuống điểm góc nách. Từ đầu vai các bạn vào 1/2 kẻ xuống 2/3 để vẽ vòng nách. Đánh dấu mép thân trước xuống thân sau để chúng ta sẽ kẻ bằng cái vần gấu thân sau. Từ điểm đánh dấu bên này các bạn lên 1/2, tức là thân trước chúng ta ra vạt 1/2 thì ở điểm này các bạn lên 1/2 để kẻ bằng cái vần gấu thân sau. Bây giờ là các bạn sẽ cắt ra phần dưới thì các bạn cắt theo đường vấn, như vậy là phần gấu thân sau sẽ bằng phần bên sườn thì các bạn cắt theo thân trước, phần trên thì các bạn lại cắt theo đường vấn. Như vậy là chúng ta cắt xong phần áo, tiếp theo chúng ta sẽ cắt đến ống tay. Ống tay thì các bạn gấp 2 lần vải như này, gấp tiếp 1 lần như này nữa, chúng ta cắt 1 lần là được 2 ống tay. Các bạn kẻ đường thẳng để lấy tâm điểm. Các bạn kẻ dài tay thì sẽ bằng dài tay cộng với 2 phân may, dài mẫu là 16 cộng 2 phân may thì kẻ dài 18. Các bạn kẻ ngang tay thì sẽ kẻ bằng hạ nách mẫu của chúng ta là 16, kẻ ngang tay thì cũng là 16. Kẻ xuống tay, tức là để vẽ vòng nách ở tay, thì sẽ bằng hạ nách chia 2 cộng 3, hạ nách mẫu là 16 chia 2 cộng 3 thì chúng ta kẻ xuống tay 11. Điểm 11 các bạn chia ra làm 2 đánh dấu vào giữa. Từ đầu vải các bạn vào 3 phân, kẻ nối từ điểm dưới lên. Bạn vẽ phần dưới vòng ra 0,5, lên đến phần trên thì vẽ vòng ra 1 phân. Mẫu này là vai thường, còn trường hợp các bạn thích may vai bồng thì ở từ đường kẻ phần các bạn lên 2 phân. Các bạn vẽ tiếp điểm này nối vào điểm 2 phân. Phần vẽ lên 2 phân là để zoom bồng, còn như mẫu là vai thường. Các bạn đo ngang cửa tay thì các bạn sẽ đo ngang tay xuống ngang cửa tay trừ đi 1. Ngang tay mẫu là 16, xuống ngang cửa tay trừ 1 thì kẻ ngang cửa tay 15. Các bạn kẻ nối lên điểm ngang tay. Từ đường kẻ phần các bạn lên 1 phân, các bạn kẻ trúc xuống như này. Vẽ đến đây thì các bạn sẽ cắt ống tay ra. Cắt xong thì các bạn trải ống tay ra và các bạn cắt một nửa của phần bên nách đi như thế này. Phần cắt bỏ đi là 1/2, các bạn đánh dấu bên cắt bỏ đi, khi may thì bắt buộc các bạn phải may điểm này ra phía trước áo. Như vậy là chúng ta đã cắt xong áo, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách may ghép. Đầu tiên thì các bạn sẽ may ghép phần thân trước lại với thân sau. Đặt như này, may ghép phần bên sườn và phần vai lại. Tiếp theo thì các bạn sẽ may đến ống tay. Ống tay thì các bạn sẽ may thun. Các bạn sẽ may thun ở cái điểm ống tay như này. Các bạn may thun vào ống tay, sau đó các bạn sẽ may ghép cái phần ống tay lại. Các bạn lưu ý khi may ghép ống tay với áo thì các bạn phải đặt cái phần ống tay xuống dưới, may thì mới đẹp.
Ghép ống thay xong để chúng ta sẽ may đến cổ áo. Cổ áo thì các bạn vào xem video 252, các bạn sẽ cắt mẫu cổ áo tròn như này để lấy mẫu. Khi cắt được mẫu cổ rồi thì các bạn sẽ may cổ như sau. Các bạn sẽ gấp đôi cái phần cổ áo vào như này. Các bạn gấp cái phần nẹp vào như này. Bạn sẽ lấy mẫu cổ các bạn đo cách ra 1,5 cái điểm sau khuy cúc. Các bạn đo ra như này. Phần mẫu cổ áo này thì có thể nó sẽ dài hơn hoặc nó ngắn hơn theo với cái mẫu cổ ở áo của chúng ta. Dài hơn hoặc ngắn hơn thì các bạn điều chỉnh cũng dễ. Ví dụ như mẫu áo này là cái phần cổ mẫu cổ sẽ ngắn hơn. Thì các bạn sẽ đo xem cái phần ngắn hơn là bao nhiêu để chúng ta sẽ cắt ra mếch thì chúng ta cũng để thừa cái phần đó ra là bấy nhiêu là được. Các bạn sẽ đo cái phần ngắn hơn là bao nhiêu. Các bạn sẽ gấp mếch vào như này. Phần cổ áo thì các bạn may bằng mếch giấy loại mỏng. Các bạn sẽ đặt cái phần mẫu cổ lên và các bạn sẽ đặt thừa cái điểm mà chúng ta đo thừa khi nãy bao nhiêu thì điểm này các bạn cũng đo cái phần đó là bấy nhiêu. Các bạn vẽ theo mẫu cổ cắt ra và dán vào vải. Trường hợp các bạn thích cái phần lá cổ này nó nhỏ hơn hoặc to hơn, các bạn chỉ việc điều chỉnh ở bên ngoài này là được. Chúng ta đã cắt xong phần mẫu cổ như này. Ta là vào vải cắt ra thì được mẫu cổ như này. Các bạn sẽ đặt may như sau. Các bạn sẽ may cái phần xiêm bèo thì các bạn cắt cái phần dây chiều ngang là 2,5. May đường chỉ thưa và rút zoom lại. Rút zoom dây bèo xong thì các bạn sẽ may như sau. Các bạn sẽ đặt cái phần zoom dây bèo ở cái phía mặt vải của cổ áo như này. Các bạn sẽ may lược kim bằng tay vào cái điểm cổ áo cho dễ. Khi khâu đính cái phần bèo vào cái phần cổ áo rồi thì các bạn sẽ đặt may như sau. Các bạn sẽ đặt cái phần cổ áo và phần vải các bạn may như này. Xong thì các bạn sẽ cắt phần vải thừa đi như này. Và các bạn sẽ lộn cái phần cổ áo ra như này. Lộn ra rồi thì ở cái điểm này các bạn sẽ cắt cái phần vải bằng cái phần cổ áo. Cắt xong thì các bạn sẽ lộn ra thì sẽ được cái phần cổ như mẫu. Bạn sẽ may ghép vào cổ như sau. Các bạn sẽ lật cái phần gấp nẹp vào và các bạn sẽ đặt từ điểm sau khuy là 1,5. Bạn lấy dây vải có chiều ngang là 2,5, các bạn may như này. Các bạn lưu ý các bạn cắt thì bao giờ cái phần áo cũng sẽ trùng hơn cái phần cổ một chút thì khi may vào nó mới vừa khớp và đẹp. Khi may ghép được phần cổ với dây vải rồi thì các bạn sẽ đặt như này. Các bạn sẽ đặt gấp cái phần dây vải xuống như này và các bạn máy đẹn lên trên cái phần dây vải như này là xong. Phần may ghép thì không khó, quan trọng là các bạn cứ cắt được, đến khi đó các bạn sẽ tự may ghép được. Còn các bạn chưa cắt thì các bạn may ghép tưởng tượng là rất là khó. Và như vậy là chúng ta đã cắt xong mẫu của ngày hôm nay. Và video hôm nay của mình đến đây là hết. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.